Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bão Cuồng Phong San San gia tăng cường độ, Nhật Bản cuống cuồng ứng phó. Theo báo Lao động, cơn bão San San sau khi rời khỏi Philippines đã tiếp tục mạnh lên một cách dữ dội và hiện đang trở thành bão cuồng phong. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho các khu vực phía tây của hai hòn đảo lớn Honshu và Shikoku, yêu cầu người dân chuẩn bị đối phó với mưa lớn và gió mạnh khi bão San San tiếp cận những khu vực này vào đầu tuần tới. Ngày 23 tháng 8, bão San San tiếp tục di chuyển về phía bắc từ vị trí phía tây quần đảo Mariana. Hiện tại, cơn bão có áp suất trung tâm là 985 hectopascal với sức gió duy trì tối đa là 108 km/h và gió giật lên tới 162 km/h. Dự báo vào ngày 24 tháng 8, bão San San sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong với áp suất trung tâm giảm xuống còn 975 hectopascal, sức gió duy trì đạt 126 km/h và gió giật lên đến 180 km/h. Theo các bản tin dự báo bão mới nhất của GMA, đến chiều ngày 25 tháng 8, bão San San dự kiến sẽ mạnh lên thêm nữa với sức gió duy trì lên tới 144 km/h và gió giật có thể đạt đến 216 km/h. Sau khi tiếp tục di chuyển về phía bắc, bão San San được dự đoán sẽ chuyển hướng về phía tây và di chuyển về phía tây bắc cho đến sáng ngày 27 tháng 8, duy trì cường độ mạnh. Vào sáng sớm ngày 28 tháng 8, bão có khả năng tiếp cận hoặc đổ bộ vào các đảo Honshu hoặc Shikoku, có thể vẫn giữ cường độ bão trước khi suy yếu và đi vào đất liền. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về những tác động tiềm tàng của cơn bão này và khuyến cáo người dân ở khu vực bị ảnh hưởng chuẩn bị ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các cơ quan chức năng và người dân địa phương đang theo dõi sát sao diễn biến của bão và chuẩn bị cho các biện pháp ứng phó cần thiết để giảm thiệt hại do bão gây ra. Nhật Bản sắp phải hứng chịu cơn bão cuồng phong. Theo chuyên trang từ báo Lao động, cơn bão San San gần Philippines dự kiến sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong vào ngày 23 tháng 8 và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến miền Nam Nhật Bản. Theo Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa, vào lúc 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8, tâm bão San San được ghi nhận ở vị trí 16,6 độ Vĩ Bắc và 141,6 độ Kinh Đông, cách Trung Luzon khoảng 2.135 km. Bão có sức gió mạnh nhất gần tâm lên đến 100 km/h, với gió giật có thể đạt 125 km/h. Các chuyên gia khí tượng dự báo rằng San San sẽ nhanh chóng phát triển thành siêu bão trong 24 giờ tới. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cũng đồng quan điểm rằng bão có thể đạt được cường độ cực đại vào ngày 23 hoặc 24 tháng 8. Khi bão đổ bộ vào miền Nam Nhật Bản, nó có khả năng trở thành bão cấp 3 trên thang đo Saffir-Simpson với áp suất trung tâm dự kiến giảm xuống còn khoảng 980 HPA. Mặc dù thời điểm và vị trí đổ bộ chính xác vẫn chưa được xác định, miền Nam Nhật Bản dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhà khí tượng học Mike Ventrasi đã chia sẻ bản đồ dự báo đường đi của bão San San trên mạng xã hội X kèm theo lời nhắn cầu nguyện cho Nhật Bản, thể hiện sự lo ngại về sức tàn phá tiềm tàng của cơn bão này. Cơn bão San San xuất hiện chỉ vài ngày sau khi bão Ampil càn quét qua Nhật Bản, gây thiệt hại đáng kể và gián đoạn lớn. Bão Ampil đã buộc hàng nghìn người phải sơ tán, hủy bỏ hàng trăm chuyến bay và tàu hỏa, với gió mạnh lên tới 209 km/h, ghi nhận ở một số khu vực tại Tokyo và các vùng lân cận. Mặc dù thiệt hại không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu, nhưng vẫn gây ảnh hưởng đáng kể, với khoảng 90.000 du khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến. Hiện tại, chính quyền và người dân Nhật Bản đang khẩn trương chuẩn bị đối phó với siêu bão San San. Các biện pháp phòng chống bão đang được triển khai mạnh mẽ, bao gồm gia cố công trình, dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm, cũng như lên kế hoạch sơ tán cho các khu vực có nguy cơ cao. Du khách dự định đến Nhật Bản trong thời gian tới được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết
và cân nhắc điều chỉnh lịch trình để đảm bảo an toàn. Các cơ quan chức năng Nhật Bản cũng sẵn sàng hỗ trợ du khách trong trường hợp khẩn cấp. Nhật Bản, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm đối phó với thiên tai, đang nỗ lực giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão Sansan. Mưa bão tăng cường, cảnh báo và giải pháp ứng phó với lũ quét, sạt lở đất. Theo báo tin tức, thời gian gần đây, mưa lớn xuất hiện với tần suất dày cùng cường độ lớn ngay từ trước mùa mưa bão hàng năm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trước tình hình đó, các chuyên gia địa chất, khí tượng thủy văn đã đưa ra nhận định và giải pháp kịp thời ứng phó với thiên tai. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau El Nino, hiện tượng La Nina sẽ tiếp nối với sự xuất hiện của những cơn bão mạnh có đường đi phức tạp. Dự báo từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 5 đến 7 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nhiều hơn bình quân các năm từ 1 đến 2 cơn, diễn ra từ khoảng tháng 8 đến nửa đầu tháng 12 và ảnh hưởng nhiều tới khu vực Trung Bộ. Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều lại trùng với mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, nên trong nửa cuối năm 2024, các tỉnh miền Trung cần lưu ý tổ hợp thiên tai, mưa, bão, lũ có khả năng xảy ra dồn dập. Ngoài ra, các hiện tượng mưa lũ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, không khí lạnh, gió đông mạnh thì có khả năng xảy ra mưa rất lớn ở khu vực miền Trung. Do đó, các đô thị miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Hội An có nguy cơ mưa lũ rất cao. Khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi từ Thanh Hóa trở vào Quảng Ngãi sẽ nhiều hơn các năm. Đối với khu vực Bắc Bộ, ông Hưởng cho biết mùa mưa sẽ tập trung chính từ nay cho đến tháng 9. Đây là một trong những khu vực trọng điểm về lũ quét, sạt lở đất. Thời gian qua, dù mới bắt đầu mưa nhưng đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, do đặc điểm địa lý, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu gió mùa với cường độ mưa lớn trong mùa mưa, sạt lở đất đá ở khu vực miền núi là một trong những thiên tai thường xuyên xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La. Rất dễ xảy ra sạt lở đất đá do địa hình hiểm trở và mưa lớn. Các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cũng thường xuyên xảy ra sạt lở đất do có độ dốc lớn và mưa lớn. Những vùng núi càng cao sẽ càng có nguy cơ xảy ra thiên tai và sạt lở. Bản chất là do sau những trận mưa liên tiếp nhiều ngày, nước sẽ làm cho các tầng đất đá bồi, giảm tác dụng ma sát. Giữa tác dụng của trọng lực, những loại đất đá này sẽ có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Đây cũng chính là nguồn gốc của những sự trượt lở hay lũ được hình thành. Trước tình hình đó, các chuyên gia địa chất, khí tượng thủy văn đã đưa ra những khuyến cáo ứng phó với lũ quét và sạt lở đất cho người dân. Theo các chuyên gia, sạt lở đất là hiện tượng địa chất có tính nguy hiểm cao. Hiện tượng này xảy ra khi có một khối đá, một tầng đất hoặc những khối mảnh vụn của đất đá rời rạc, trượt xuống trên núi hoặc đồi, thậm chí một địa tầng. Sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ đâu từ thành phố, thị trấn tới các khu đồi núi cao. Một số dấu hiệu giúp sớm nhận biết nguy cơ xảy ra sạt lở đất như mưa nhiều ngày, mưa lớn, có vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, màu nước sông, suối từ trong chuyển thành đục, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, có âm thanh lạ trong lòng đất. Sạt lở đất bắt nguồn từ những tác động của ngoại lực vào khối đất đá trên mái dốc, đỉnh đồi, làm đất đá vỡ ra và lăn xuống với vận tốc lớn. Ngoại lực này thường đến từ những cơn mưa lớn, tuyết tan, động đất hay vỡ đập thủy điện. Lượng mưa lớn đổ xuống khu vực sẽ làm phân rã các mối liên kết của đất đá và rễ cây, thảm thực vật gây ra sạt lở đất. Hiện nay, đa số các vụ sạt lở đất là do con người khai thác rừng quá mức, các công trình dân sinh dưới chân núi ảnh hưởng tới địa tầng. Kết hợp cùng với các cơn bão dữ dội, tình trạng sạt lở đất ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Theo các chuyên gia, để phòng ngừa và giảm thiểu tối đa hậu quả do sạt lở gây ra, cần chủ động theo dõi các thông tin về thời tiết để nắm bắt tình hình khu vực và sơ tán khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần tăng cường trồng rừng, tăng lớp phủ bề mặt cho đất. Trồng rừng là biện pháp an toàn để chống sạt lở đất, do đó không được khai thác bừa bãi rừng. Đồng thời cần thực hiện quy hoạch đô thị hợp lý, đảm bảo cấu trúc đất và an toàn cho người sử dụng đất, gia cố nhà cửa, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Cũng theo các chuyên gia, 100% các nhà máy thủy điện trong khu vực cần đảm bảo an toàn thủy điện, phòng chống các trường hợp vỡ hồ chứa, xả lũ đột ngột, gây các rủi ro về lũ lụt và sạt lở đất. Chính quyền địa phương
cần chú ý các biến đổi bất thường như nước sông từ trong thành đục, cây nghiêng ngả trong cơn mưa lớn dài ngày, các vết nứt bất thường trên tường nhà, núi đồi, mái dốc, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển cùng với các tiếng động lạ để thông báo cho chính quyền địa phương gần nhất. Đồng thời sử dụng rọ đá, thảm đá và vải địa hình để chống xói mòn, rửa trôi đất. Tiến sĩ Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho biết, Viện đang triển khai thực hiện hai đề án phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực Trung Du và miền núi và cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, Trung Du Việt Nam. Theo tiến sĩ Trịnh Hải Sơn, Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu liên ngành về trượt lở đất đá, đầu tư kinh phí tiến hành các đề án, dự án về điều tra trượt lở đất đá ở các tỷ lệ lớn cho các khu vực trọng điểm, nhạy cảm về trượt lở đất đá. Ngoài ra, các hệ thống cảnh báo sớm về trượt lở đất đá theo thời gian thực tại một số địa điểm là những công cụ vô cùng quan trọng cho công tác cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá gây ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!